Hôm qua, Bộ Ngoại giao Iran cho biết Tehran sẽ đáp trả kiên quyết và hiệu quả các cuộc không kích của Israel vào các địa điểm quân sự vào cuối tuần qua gây thương vong. Bộ Ngoại giao Iran lên án việc Israel lạm dụng không phận Iraq để tấn công vào Iran vào hôm 26 tháng 10 vừa qua, đồng thời khẳng định lệnh ngừng bắn ở Gaza và Liban vẫn là mục tiêu của Tehran. Iran hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đưa ra lập trường quyết đoán và cứng rắn về cuộc tấn công trên. Liên quan đến tình hình tại Liban, Bộ Y tế Liban cho biết cuộc không kích của Israel vào một tòa nhà ở trung tâm thành phố Tire trong ngày 28 tháng 10 đã khiến 7 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Quân đội Israel sau đó còn ban hành lệnh sơ tán một số khu vực ở thành phố biển miền Nam này, đồng thời cảnh báo sẽ tấn công các mục tiêu liên quan tới Hezbollah tại đây. Israel cũng cho biết Hezbollah đã phóng hơn 100 tên lửa nhằm vào Israel. Trong bối cảnh xung đột vẫn tiếp diễn, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu EU, ông Joseph Borrell, một lần nữa kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức tại Liban, trong khi giới chức Nga cho biết đang liên lạc với các bên liên quan để tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng.